Bài số 14, bọn quỷ di chuyển từ phim hoạt hình và phim ảnh bởi ABNER Ramos. Bài số 14, mặt khải của chúa bởi ABNER Ramos. Bọn quỷ di chuyển từ phim hoạt hình và phim ảnh. Chúa đã cho tôi thấy những con quỷ từ bên dưới trái đất và bên dưới nước. Những con quỷ từ khu vực thấp kém của trái đất giờ đây được hiển thị trên màn hình và chúng là những nhân vật mà chúng ta xem trong phim trong phim hoạt hình và trò chơi điện tử. Kinh Thánh nói trong suốt Egypto ký 20, 4, 5 ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp này, hoặc trong nước dưới đất. Năm ngươi chớ quỳ lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó, vì ta là Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà, hệ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời. Đây là lời Chúa ban cho dân Israel, mà chúng ta sẽ rao giảng vào lúc này mà không cần bỏ bớt hay thêm bớt vì lời Chúa đã trọn vẹn. Chúa đã bày tỏ chính Ngài cho tôi để dân sự của Ngài có thể chuẩn bị tham dự tiệc cưới của chiên con. Cảm ơn Chúa Cha, trong danh Chúa Giêsu, con đặt mình trong tay Cha để ban lời này. Tôn vinh Đức Chúa Trời, đấng thăm viếng sự gian ác của cha mẹ của các con cái của họ cho đến thế hệ thứ ba và thứ tư của những người ghét Ngài chào anh chị em một ngày nọ tôi đang tham dự một buổi nhóm truyền đạo với một anh đang rao giảng anh ta nói với hội thánh tôi đến từ trung mỹ và mexico vì tôi muốn đòi lại tất cả vùng đất này mà ma quỷ đã chinh phục và tôi muốn đòi lại vùng đất trung mỹ vì ma quỷ đã xâm chiếm và chinh phục đất đai của chúng ta qua truyền hình và phương tiện truyền thông kẻ thù đã xâm lược các quốc gia của chúng ta bằng các chương trình truyền hình của hắn hắn đã nghĩ ra những vở truyện dài swap opera của hắn hắn đã xâm lược các quốc gia của chúng ta và khiến chúng ngập tràn tham nhũng hắn đã xâm lược đất nước chinh phục trẻ em nhờ phim hoạt hình ma quỷ và hoạt hình cho trẻ em của chúng ta và những người trẻ của chúng ta bị ô nhiễm bởi chương trình và công nghệ ma quỷ của chúng những người trẻ của chúng ta không còn trong sạch và vô tội nữa trẻ em và thanh thiếu niên không còn ngây thơ như trước vì đài truyền hình vì các sản phẩm và trò chơi về quỷ sứ và ma quỷ đã truyền vết bẩn và tạp chất cho thế giới qua TV. Lời có tính chất tiên tri khi nói rằng Ngài đã viếng thăm sự giữ vì lệnh truyền của Chúa Cấm xây dựng và làm các hình tượng. Lệnh của Chúa Cấm đại diện cho hình ảnh của các sự vật từ trên trời, dưới đất và dưới biển không chỉ dành cho con cái Israel, mà còn cho các thế hệ tương lai. Chúa đã nói tiên tri trong suốt Egypto ký 20, 4, 5, vì chú biết rằng qua việc tạo hình các vật dưới biển các vật dưới đất và trên trời sẽ hư hỏng chú biết rằng qua hình ảnh của các thần tượng và thần giả trong hoạt hình trò chơi điện tử và phim ảnh con cái của ngài sẽ bị ô nhiễm và vấy bẩn họ sẽ bị loại bỏ khỏi sự hiện diện của ngài nhờ sự đại diện của thế giới vô hình và những con quỷ được thể hiện trong các nhân vật trong trò chơi điện tử và phim của bạn sự hiện diện của đức chúa trời đang bị loại bỏ khỏi con cái đức chúa trời khi chúng được gắn với các thần tượng hình ảnh và đại diện của những thứ từ thế giới vô hình và vì những gì được chiếu trên hiện trường và rạp chiếu phim con cái chúa đang mất đi sự hiện diện của chúa chúa đã nói con không được tạo cho mình một thần tượng dưới bất kỳ hình thức nào hoặc hình ảnh của bất cứ thứ gì trên trời ở trên hình ảnh của bất kỳ thứ gì của trái đất ở bên dưới hoặc vùng nước dưới trái đất Thưa anh chị em, Chúa chống lại những người đàn ông đại diện cho những thứ từ trên cao, những thứ từ dưới trái đất và từ dưới biển. Chúa biết rằng qua truyền hình, điều ác sẽ được chiếu trên màn hình để thế giới tôn kính và thờ phượng. Hỡi anh em của tôi, câu kinh thánh này vượt qua nhiều thế hệ. Khi Chúa đã ban điều răn này về việc xây dựng và xây dựng hình ảnh hàng ngàn năm trước, truyền hình không tồn tại. YouTube không có mặt và không có màn hình TV. Tất cả chúng tôi đều nghĩ rằng Chúa đang nói về việc thờ hình tượng về việc tạo ra và điêu khắc các bức tượng và hình ảnh bằng gỗ hoặc tượng trưng về mặt chạm khắc trên đá. Anh chị em ơi, hãy suy gẫm câu kinh thánh này vì con cái của Đức Chúa Trời giờ đây đã bị ô nhiễm và lây nhiễm vào thời kỳ cuối cùng bởi những hình ảnh đại diện cho những thứ từ trên trời, những thứ từ âm phủ và những thứ từ vương quốc dưới đáy biển. Vào thứ năm trước khi lên đường tham gia chiến dịch ở thành phố Mexico, chúng tôi đã ở trước mặt Chúa để cầu nguyện. Bất cứ khi nào chúng ta tìm kiếm Ngài, Chúa sẽ phán xét. Chúa gửi lời của Ngài bởi vì con người cần phải ra khỏi hệ thống của thế giới này. Sau đó, Chúa đã cho tôi một khải tượng vào ngày hôm trước buổi lễ thứ năm vào buổi chiều khi chúng tôi ở đây cầu nguyện. Khi tầm nhìn này lướt qua trước mắt tôi, tôi bắt đầu nhìn thấy những bức tranh hoạt hình trong tầm nhìn. Ban đầu, tôi nhìn thấy rau run, sau đó tôi nhìn thấy ác quỷ tasmania tôi thấy nhiều phim hoạt hình được chiếu cho trẻ em trên tv trong tầm nhìn này những nhân vật hoạt hình này đã sống động họ không chỉ là những nhân vật hoạt hình họ còn là những sinh vật sống tôi thấy rằng họ đã trở nên sống động và họ đã bị biến thành những con quỷ thực sự anh chị em à chúng ta luôn nghĩ rằng những bộ phim hoạt hình vui nhộn này được tạo nên qua những bức vẽ chúng ta nghĩ rằng các nghệ sĩ chỉ cần tưởng tượng và vẽ những bộ phim hoạt hình này sau đó được hoạt hình hóa tuy nhiên trong tầm nhìn này tôi thấy rằng những nhân vật hoạt hình này còn sống họ không chỉ là trí tưởng tượng của loài người chúng không còn là phim hoạt hình nữa chúng đã bị biến thành quỷ do đó đằng sau mỗi nhân vật hoạt hình mà trẻ em đang xem đều có ảnh hưởng của ma quỷ tôi có thể thấy rằng những phim hoạt hình đó không phải là phim hoạt hình đơn giản chúng là những con quỷ sau khi xem phim hoạt hình trở thành ma quỷ tôi thấy một cảnh trong phim tôi không nhớ tên phim tôi không biết tên của diễn viên hollywood đang diễn xuất là gì anh là một diễn viên nổi tiếng trên truyền hình và internet trong tầm nhìn này có một cảnh phim của các diễn viên nam và nữ nhưng một điều khủng khiếp đã xảy ra khi tôi đang quan sát khuôn mặt của nam diễn viên này Tôi thấy khuôn mặt của nam diễn viên này bắt đầu tan chảy và da của anh ấy đang rút lại. Tôi thấy một khuôn mặt khác trở nên rõ ràng. Đó là một khuôn mặt quỷ đã lộ ra và nó thay thế cho khuôn mặt con người của anh ta. Tôi thấy bên trong anh ta bắt đầu xuất hiện một hình ảnh khủng khiếp. Và đó là một khuôn mặt đáng sợ. Đó là một con quỷ. Tôi có thể thấy rằng ma quỷ đang sống bên trong các diễn viên và nữ diễn viên Hollywood. Tôi đã chứng kiến trong khải tượng này sự biến đổi của diễn viên Hollywood này thành một con quỷ. Rõ ràng, khi mọi người xem phim, họ chỉ xem hình ảnh và thưởng thức các cảnh quay. Nhưng tôi đã nhìn thấy những gì bên trong chúng. Tôi nhìn những mảnh da rơi ra khỏi khuôn mặt của nam diễn viên Hollywood này và khuôn mặt của một con quỷ đen tối bắt đầu xuất hiện. Đó là một con quỷ vì trong những diễn viên làm việc ở Hollywood này, có những con quỷ chiếm hữu họ. Tôi nói, Chúa ơi, lần đầu tiên Ngài cho tôi xem các nhân vật hoạt hình, và bây giờ Ngài cho tôi thấy những con quỷ trú ngụ trong các diễn viên Hollywood. Tôi bắt đầu hỏi Chúa về khải tượng này. Tôi nghe thấy giọng nói của Đức Chúa Trời hướng dẫn tôi đọc xuất Egypto ký 20, 4, 5 ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp này, hoặc trong nước dưới đất. Năm ngươi chớ quỳ lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó, vì ta là Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời. Và tôi nói, Chúa ơi, nhưng dòng chữ đó có liên quan gì đến phim hoạt hình và phim ảnh thời hiện đại không? Mối quan hệ giữa câu kinh thánh này với những bộ phim và hình ảnh hoạt hình này là gì? Tôi nghe thấy tiếng nói của Chúa Thánh Linh, ma quỷ đang buộc tội con cái của đức chúa trời trong thời kỳ cuối cùng này những kẻ đang xem và phơi bày mình trước những hình ảnh của phim hoạt hình hoạt hình và trò chơi điện tử ma quỷ biết cách buộc tội dân ta trước sự hiện diện của đức chúa trời chúa thánh linh nói với tôi con cái của chúa đã phạm luật chúng thần tượng các nhân vật điện ảnh trẻ con thần tượng các nhân vật hoạt hình và các nhân vật trò chơi điện tử các nhân vật trong trò chơi điện tử những nhân vật này đã trở thành thần tượng có sự thổi phồng về những siêu anh hùng này được quần chúng tôn kính tuy nhiên ta đã nói trong lời ta các ngươi sẽ không tạo ra bất kỳ hình ảnh nào giống nhau về những gì ở trên thiên đàng cũng như những gì ở dưới trái đất và những gì ở dưới biển ngay cả những siêu anh hùng mà họ nhìn thấy trên màn hình cũng được tạo ra từ những thứ bên dưới vùng đất trong thế giới ngầm hầu hết mọi người không biết điều này hầu hết mọi người không biết rằng những gì họ thấy trong phim hoạt hình video và phim được tạo ra từ những thứ tồn tại bên dưới trái đất những phim hoạt hình và nhân vật phim này chưa bắt đầu xuất hiện trên màn ảnh những nhân vật này tồn tại và hoạt động trong thế giới ngầm trong vương quốc địa ngục nhân vật hoạt hình và điện ảnh là những con quỷ tồn tại bên dưới trái đất những linh hồn ô uế từ bên dưới trái đất đang trú ngụ trong cơ thể của những người đang sản xuất những hình ảnh này Họ sở hữu và ẩn náu trong những người đàn ông và phụ nữ làm việc ở Hollywood. Thần của Chúa tiết lộ rằng những linh hồn ô uế này đã xuất hiện từ những nơi sâu nhất của trái đất và chúng ở đây trên trái đất để tạo ra những hình ảnh đó và khiến con người phạm tội. Nhiều bạn trẻ hỏi tôi ngày nay đi xem phim có hại không? Tôi có thể nói với bạn chắc chắn rằng đi xem phim có hại cho con cái Chúa. Tôi đã thấy sự biến hình của diễn viên này tôi thấy rằng các diễn viên đã bị thao túng bởi những con quỷ sống bên trong họ họ không thành công vì tài năng của họ mà vì họ bị quỷ ám và ngự trị phim ảnh và phim hoạt hình mang lại sự sống cho những nhân vật là những linh hồn ô uế những con quỷ này chính là người đưa ra câu chuyện nội dung và nguồn cảm hứng cho các đạo diễn họ đưa ra nội dung của phim hoạt hình hoạt hình phim và trò chơi điện tử anh chị em ơi nhân vật hoạt hình và siêu nhân là ác quỷ. Họ là những linh hồn ô uế từ dưới trái đất và từ dưới biển. Có rất nhiều ác quỷ khủng khiếp trong thế giới nước và thế giới biển. Nhưng giờ đây chúng đã có mặt trên bề mặt trái đất nhờ phim hoạt hình, trò chơi và phim ảnh. Và dân sự của Đức Chúa Trời quan sát họ và họ thậm chí còn tôn kính những linh hồn ô uế này. Có những cơ đốc nhân theo Chúa Di Sớt là những người hâm mộ siêu anh hùng tôn thờ các linh hồn từ dưới trái đất nhiều bạn trẻ sau khi đi lễ nhà thờ đã đi xem phim và nhiều người đã mua hoặc thuê hoặc tải phim về để xem nhiều thanh niên và trẻ em bắt chước ngoài đời thực những gì họ nhìn thấy trên tivi và đích đến của họ là hồ lửa đừng nhầm lẫn bạn sẽ không được cất lên trong ngày chúa di sức tái lâm khi gắn liền với những hình ảnh tivi đại diện cho các thần tượng được xây dựng từ những thứ dưới trái đất và dưới biển anh chị em thân mến những nhân vật này trong phim Hoạt hình và trò chơi là những linh hồn ô uế từ thế giới biển và thế giới ngầm chúng là những ác quỷ được nhân loại tôn thờ trong thời kỳ cuối cùng dưới ngọn cờ là các anh hùng truyện tranh và các nhân vật điện ảnh nhiều trẻ em được tiếp xúc với ma quỷ qua các nhân vật hoạt hình khi tiếng kèn vang lên thần của đức chúa trời sẽ không còn được tìm thấy trong những ngày đó người dân sẽ nhận ra rằng họ đã bị bỏ lại phía sau và bị từ chối đưa lên không trung để gặp Chúa Di Sớt vì họ đã bị ô uế vì xem phim hoạt hình và phim hàng giờ thay vì đọc lời Chúa và cầu nguyện. Ngay cả trẻ em sẽ bị bỏ lại phía sau vì cha mẹ cho phép chúng xem TV mà không cần đến chúng. Đáng lẽ họ không nên để chúng trước TV hàng giờ liền. Và cũng có những người trẻ tuổi và những đứa trẻ dành hàng giờ trong trò chơi điện tử họ đã dành hàng giờ để chơi những trò chơi chiến đấu trong những trò chơi tàn sát đó. Những hình ảnh 3 d đó trong các trò chơi đã được phát minh ra bởi cùng một con quỷ và chúng đã ở trên trái đất gây ô nhiễm cho dân của Chúa, vì hàng triệu người của Chúa tham gia và chơi những trò chơi ma quỷ này và làm công việc của quỷ. Nội dung của những trò chơi này không phải do con người tạo ra. Những nhân vật và trò chơi này là những con quỷ thực sự trú ngụ bên trong các diễn viên và chúng được miêu tả trong phim hoạt hình và điện ảnh. Chúng không phải là những thứ đến từ trái đất. Chúng là những thứ của thế giới ngầm. Những thứ này đến từ cõi ne-thơ dưới trái đất. Những con quỷ từ bên dưới trái đất đã được đưa vào định dạng hình ảnh để người dân của đức chúa trời mất đi sự hiện diện của đức chúa trời và mắc vào dây xích và bị trói buộc kết quả là khi con cái đức chúa trời đến nhà thờ họ không có tự do khi trẻ em xem phim hoạt hình và khi đến nhà thờ chúng sẽ không bình an khó chịu và quấy khóc vì chúng không cảm nhận được niềm vui và sự thoải mái trong sự hiện diện của chúa chúng không cảm thấy thoải mái họ không có bình an trước sự hiện diện của đức chúa trời vì ma quỷ đã làm họ say mê qua những hình ảnh những hình ảnh này truyền đi sự trầm cảm lo lắng và làm thay đổi tính cách của người xem những hình ảnh có trong trò chơi điện tử là nội dung đáng sợ và chúng động lại trong tâm hồn giới trẻ chúa nói rằng những đứa trẻ đang bị hư mất linh hồn vì những nhân vật này là ma quỷ khi tôi nghe điều này tôi bắt đầu khóc tôi nói lạy chúa thật là khủng khiếp những gì tôi đang thấy thật là khủng khiếp đức chúa trời đã tiết lộ rằng dân sự của ngài bị ô nhiễm bởi ma quỷ qua những gì họ nhìn thấy trong các hình ảnh tôi thưa, lạy chúa, chúng con đã phạm tội, con dân chúa đã phạm tội. Lời chúa sẽ phán xét chúng con. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ ở trong tòa án của đấng Christ. Chúng tôi sẽ được chứng minh rằng chúng tôi đã đọc tin nhắn này rằng những gì chúng tôi xem trên TV, trên máy tính bảng, trong điện thoại di động của chúng tôi là ma quỷ. Nếu chúng ta không thú nhận tội lỗi của mình và không quay lưng lại với chúng để ăn năn, chúng ta sẽ bị phán xét về sự cố ý và ngoan cố của mình. Những người có thói quen và họ cho rằng rạp chiếu phim vẫn không tệ, tôi muốn nói với bạn là hãy trốn tránh cho cuộc đời của bạn. Tôi muốn nói với bạn rằng hãy ăn năn thống hối về tội lỗi của mình. Hãy ngừng làm nó. Tôi muốn nói với bạn rằng hãy ngừng xem phim. Ngừng nhìn mọi thứ đang gây ô nhiễm cho bạn. Tôi muốn nói với bạn rằng hãy rời khỏi cuộc vui tránh xa niềm vui trần thế thật là ghê tởm trước sự hiện diện của chúa phim hoạt hình hoạt hình đang làm ô uế tinh thần của chúng ta và đang kéo chúng ta xa chúa toàn năng